học Kinh Thánh như thế nào, đọc Kinh Thánh khác và học Kinh Thánh như thế nào. Đây là cái cách để chúng ta lập một cái kho dự trữ. Khi một người học xong trường Kinh Thánh rồi thì luôn có một cái kho đầy ắp để chế biến, không nhờ cậy một cái người nào nữa. Khi chúng ta học trường Kinh Thánh xong, vì chúng ta có sẵn cái kho, nó không nhờ cậy một người nào nữa thì nó quá đáng. Nhưng mà chúng ta hãy chuẩn bị từ đây có cái kho cho mình. Khi chúng ta sử dụng từ cái kho của mình thì chúng ta sẽ nhớ rất là lâu, ý tưởng nó rất là nhiều hơn là copy của người khác. Amen không lớp? Ngày nay chúng ta là giống như là lập cái cách để chúng ta lập một cái kho. Khi mà chúng ta học Kinh Thánh, biết học Kinh Thánh rồi, chúng ta có cái kho, chúng ta sẽ kết quả. Trước hết là kết quả cho chính mình. Trước hết là kết quả cho chính mình. Thứ hai nữa là bước vào chức vụ đầy đủ cách để mà chúng ta giảng dạy. Chúng ta học 2 năm, 3 năm, rồi 5 năm, nhưng mà chúng ta không biết cách để mà học Kinh Thánh thì nó sẽ không có tốt. Cho nên môn học ngày hôm nay rất là cơ bản nhưng mà vô cùng quan trọng. Và những người không hầu vừa Chúa, chưa bước chân vào hầu vừa Chúa, cũng học môn này cũng rất là tốt. Có nhiều người ngày nào cũng đọc Kinh Thánh hết, nhưng mà hỏi Kinh Thánh, và thậm chí hỏi Kinh Thánh địa chỉ nào cũng biết hết, nhưng mà hỏi câu đó nói gì, ý nghĩa của một phân đoạn đó là cái gì thì người ta sẽ không biết. Và đây là môn học để chúng ta khắc phục được những cái điều đó. Chúng ta học xong, khi mà chúng ta thực tập rồi thì ai nói đến phân đoạn Kinh Thánh nào chúng ta sẽ hiểu, hiểu rõ luôn bối cảnh lịch sử như thế nào, câu chuyện như thế nào, sự dạy dỗ và mặc khải Chúa như thế nào. Nên môn học này tôi chú ý cho lớp mình hết sức là tập trung và học cho thật là tốt. Ngày hôm nay chắc chắn là chúng ta sẽ học trọn một ngày, nhưng mà ngày mai, bắt đầu từ ngày mai trở đi thì chúng ta học buổi sáng, buổi chiều để dành chúng ta thực tập. Buổi chiều chúng ta dành thực tập. Amen không ạ? Amen. Buổi chiều chúng ta sẽ thực tập. Hãy lưu ý đây không phải là cái môn để dạy soạn bài giảng đâu nhé. Nhưng mà không có cái môn này thì không soạn bài giảng được. Quý vị hiểu chưa ạ? Không có cái môn này thì không có soạn bài giảng được. Thế thì phải muốn soạn bài giảng, nếu mà không có cái môn này thì phải lên mạng tìm kiếm copy của ai đó, chứ mình không có vốn liếng nào đâu. Hãy lưu ý, chúng ta bắt đầu chuẩn bị tiếp cận một môn học khá đặc biệt, quá đặc biệt, là Kinh Thánh. Theo như lớp mình đánh giá Kinh Thánh, có điều gì đặc biệt nhất không? Giống như cô Trang đã từng được tôi chia sẻ vấn đề Kinh Thánh nó có nhiều điều đặc biệt lắm mà các sách kia không có. Kinh Thánh rất nhiều điều đặc biệt mà các sách kia không có. Trước khi chúng ta vào bài học, tôi muốn nói vài điều để cho cả lớp mình thấy mình chuẩn bị học một môn học rất là quan trọng. Điều gì đặc biệt ở Kinh Thánh? Trước hết là tác giả, đúng không ạ? Trước hết là tác giả rất là đặc biệt. Tại sao tác giả đặc biệt? Kinh Thánh, tác giả của Kinh Thánh rất là đặc biệt. Tôi thí dụ như cuốn tiểu thuyết nào đó, sách vở nào đó rất là hay, rất là nổi tiếng, nhưng mà tác giả vẫn là con người. Nhưng mà Kinh Thánh tác giả chính là Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời. Có đặc biệt không ạ? Có đặc biệt không ạ? Tác giả lại là Đức Chúa Trời. Cái thứ hai điều đặc biệt của Kinh Thánh nữa, đó là nhà biên soạn đặc biệt. Người ta biên soạn một vở kịch, người ta biên soạn một cái bộ phim nào đó, một đến hai người soạn kịch, biên soạn thôi. Đàn này quý vị biết, nhớ bao nhiêu người biên soạn không? 40 người. Thế thì có điều thứ hai chúng ta thấy, có đặc biệt không? Rất đặc biệt, biên soạn một cái cuốn Kinh Thánh cho tới 40 người và với nhiều thành phần khác nhau, đúng không ạ? Từ đánh cá cho đến chăn chiên, cho tới những cái thầy thông giáo, cho đến những cái nhà làm luật, có nghĩa là
tất cả các thành phần đều nằm ở trong ban biên soạn. Amen không hội thánh? Và rất là đặc biệt. Cái thứ ba nữa chúng ta lưu ý, tôi nói để rồi học viên mình sẽ học thuộc luôn ba điều này. Tôi nhắc lại điều thứ nhất, Kinh Thánh đặc biệt, đó là thứ nhất là tác giả đặc biệt vì là Đức Chúa Trời. Thứ hai là nhà biên soạn đặc biệt, đó là trên 40 người biên soạn và nhiều thành phần khác nhau. Điều thứ ba đặc biệt đó là tác phẩm đặc biệt. Một tác phẩm thật là hay sẽ giúp cho người ta thoải mái và hấp dẫn ở trong một giây phút nào đó thôi, hoặc là tồn tại cái dư âm ở trong lòng người ta một hai tuần thôi. Nhưng có nhiều tác phẩm đem lại cho người ta u buồn thêm, nhung nhớ thêm, khốn khổ thêm, thất vọng thêm và liên tiếp thêm. Nhưng mà tác phẩm này làm cho con người ta được vui mừng và bình an, đem đến cho người ta sự giải cứu, giải phóng, đem đến người ta biết một kế hoạch, chương trình cứu rỗi, đem cho người ta, người đọc biết được Đức Chúa Trời toàn năng chính là cha của mình. Ngài có cách để giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Đặc biệt cho người đọc một điều tuyệt vời, đó là đấng cứu thế sẽ giúp một người nào đó chưa có được sự sống thì sẽ trở lại phục hồi với Đức Chúa Cha để có được sự sống đời đời. Amen không ạ? Có amen không ạ? Một tác phẩm rất là tuyệt vời, một tác phẩm mà làm cho con người khi mà đọc đến được biến đổi hoàn toàn. Một tác phẩm, không có một tác phẩm nào mà tuyệt vời như là Kinh Thánh hết. Cho nên người mà hầu việc Chúa, người đi theo Chúa, người tóm lại là cơ đốc nhân, phải am hiểu Kinh Thánh. Giá trị, rất là giá trị. Và nó có một cái điều gì đó, nếu thiếu là không được. Một người cơ đốc nhân nếu mà không hiểu biết Kinh Thánh thì từ từ bị mai một và sẽ tụt hậu. Một người hầu việc Chúa mà không am hiểu Kinh Thánh, không ham mến Kinh Thánh, không tìm học Kinh Thánh thì học 10 trường thần học cũng Chúa không sử dụng được, vì không biết rõ được ý muốn, kế hoạch của Đức Chúa Trời cho vương quốc Ngài, kế hoạch và ý muốn của Đức Chúa Trời chính cho mình nữa. Amen không? Có amen không ạ? À? Nên thấy môn học này quan trọng không? Quan trọng không ạ? À? Nhưng hãy nhớ nè, môn học này tôi với cả lớp này chúng ta cùng chiến đấu. Nếu mà chúng ta học nó hết 14 chủ đề, hết sớm 14 chủ đề thì chúng ta sẽ dành cho thực tập nhiều hơn. Thực tập nhiều hơn. Và quý vị an tâm đi, chúng ta học, nếu chúng ta học khẩn trương thì mỗi ngày chúng ta không học nhiều đâu, đừng có căng thẳng. Chúng ta học chỉ sáng sớm tới chiều tối là đủ rồi. Bắt đầu vô được chưa? Nóng máy chưa? Giáo trình của môn học này, chủ đề thứ nhất là giới thiệu, thứ hai là làm thế nào mà Kinh Thánh đã có và tại sao. Thứ ba là học Kinh Thánh sẽ làm gì cho bạn. Phần 2 La Mã, vấn đề đọc Kinh Thánh. Chủ đề 4, những chìa khóa để đọc Kinh Thánh. Chủ đề 5, làm thế nào để viết nhật ký thuộc linh. Chủ đề 6, lịch đọc Kinh Thánh trong 3 năm. Phần 3 đó là học Kinh Thánh. Chủ đề 7, giới thiệu chìa khóa học Kinh Thánh. Chủ đề 8, sự giúp đỡ hữu dụng để học Kinh Thánh. Chủ đề 9, học Kinh Thánh theo các sách như thế nào. Chủ đề 10, làm thế nào để phân tích một chương Kinh Thánh. Chủ đề 11, làm thế nào để học một chủ đề. Chủ đề 12, làm sao để học về môn nhân vật. Chủ đề 13, làm sao học một từ Kinh Thánh. Chủ đề 14, xem xét các sự nghiên cứu khác. Tiếp theo là các bài tập. Về các bài tập thì có thứ nhất là sổ ghi gọi là nhật ký thuộc linh. Chúng ta sẽ bắt đầu sẽ có một cuốn sổ sau khi chúng ta học xong ngày hôm nay. Bắt đầu chúng ta sẽ biết cách để ghi lại một
một cái cuốn gọi là Nhật ký Thuộc Linh. Sau rồi tôi sẽ chia sẻ cách để mà chúng ta ghi chép lại. Và khi nào để tôi kiểm tra, nếu mà chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái buổi cuối cùng. Còn chúng ta học mà không kịp thời gian, chỉ đủ để chúng ta học thôi, thì thời gian kiểm tra là gặp lại tôi lần sau. Thứ hai là học thuộc lòng 66 sách trong Kinh Thánh theo thứ tự. Hiệu trưởng cũng như thầy Hào đã thông báo là tất cả chúng ta đã chuẩn bị học thuộc rồi, đúng không? Kỳ này chúng ta cũng có sẽ là làm bài kiểm tra, có nghĩa là đứng giữa lớp mà trả bài. Thấy tự tin chưa ạ? Có ai chưa thuộc đưa tay tôi xem. Hai lính nhà tôi chưa thuộc. Còn thời gian để học. Về công tác chuẩn bị đó là thứ ba, đó là chuẩn bị học sách văn thứ nhất. Có nghĩa là mình có thời gian mình đọc. Thời gian thì bắt đầu sau khi chúng ta học xong một buổi đầu, chúng ta sẽ thay vì hàng đêm chúng ta đọc những cái phân đoạn khác, bây giờ chúng ta tập trung đọc văn thứ nhất. Thời gian chuẩn bị bắt đầu từ chiều nay, chứ đang học không thể nào đọc được đâu. Và đến khi làm bài, tối nay chúng ta bắt đầu học sách văn thứ nhất được rồi. Thứ tư là phân tích Galati chương 5. Thời gian thì sau khi học rồi chúng ta mới biết được. Thứ sáu là học về nhân vật Sila. Về thời gian thì tùy theo chúng ta học cái tiến độ như thế nào. Thứ bảy là học lời Chúa trong Tân Ước về chữ quyền phép. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18. Bắt đầu chúng ta vào chủ đề 1. Chủ đề 1 thì cái đề mục như thế này: Kinh Thánh được viết cho loài người. Mục đích và giá trị của Kinh Thánh như thế nào? Ở trong bài học thì ghi rằng Kinh Thánh được viết cho loài người. Kinh Thánh được viết cho loài người, được chép ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 12 đến 14. Ai đó Amen. Hỡi các con cái bé mọn, ta viết cho các con vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho. Hỡi các phụ lão, ta viết cho các ông vì các ông đã biết đấng từ trước ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi vì các ngươi đã thắng được ma quỷ. Bắt đầu từ câu 14 đến sau vẫn lặp lại những đối tượng. Đó là con trẻ, đó là các phụ lão. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, Chúa muốn cho chúng ta biết điều gì? Đó là Kinh Thánh viết cho tất cả mọi thành phần. Amen không ạ? À? Kinh Thánh viết cho tất cả mọi thành phần. Chúng ta ghi ngắn gọn ở trong bài học chúng ta. Cho dù chúng ta nắm được tài liệu trong tay, nhưng mà trong học thực tế nó khác với học từ xa. Vì người ta không có được một cái lợi thế như mình. Nhưng mà rất có nhiều người, tạ ơn Chúa, họ đang học từ xa. Cho nên cho dầu lớp chúng ta đọc rồi, tôi cũng cố gắng đọc lại để những người xem qua mạng người ta có điều kiện để học cùng với chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết, Kinh Thánh để dành cho tất cả, từ nhỏ cho đến lớn, cho đến già. Ai cũng có thể học được Kinh Thánh hết. Và năng lực và những điều lợi
Khi một người đọc Kinh Thánh thì chúng ta đã nghe rồi đó. Hai nhỏ, thành công như thế nào trong đời sống cơ đốc tùy thuộc vào bạn bao nhiêu lời Chúa, Kinh Thánh. Thành công thế nào trong đời sống cơ đốc tùy thuộc vào bạn có bao nhiêu Kinh Thánh. Có nghĩa là nắm được bao nhiêu Kinh Thánh, hiểu được bao nhiêu Kinh Thánh. Chứ không phải là nhiều trường lớp, cũng không phải là nhiều chức vụ. Hãy lưu ý một điều này. Bạn đọc và ở thường ở trong lời Chúa và bạn vâng lời Chúa như thế nào. Chúng ta lưu ý phần 2 này. Rất là nhiều người nó ảnh hưởng đến phần 2 này. Nhiều người theo Chúa từ khi rất là bé cho đến già. Kể cả những nhà từ con cho đến cháu đều theo Chúa hết. Nhưng mà xem ra họ không có kết quả là mấy. Chính bản thân họ chưa kết quả là nhiều, đừng nói chi là hầu vì Chúa. Cho nên câu 2 này rất là quan trọng. Quan trọng nhất, cái người mà được ảnh hưởng, cái người mà kết quả như thế nào, tùy theo tấm lòng chúng ta tìm kiếm lời của Chúa, và chúng ta hiểu được bao nhiêu, và chúng ta làm theo được bao nhiêu. Đó là thước đo để mà chúng ta kết quả. Amen không ạ? Hãy lưu ý điều này. Nhiều người thì thích học môn phép lạ lắm. Nhiều người học thần học từ đầu cho đến cuối không chịu học. Nhưng mà học môn giải cứu, học xong đi đâu cũng thấy quỷ hết. Đi đâu cũng thấy tà linh hết, đi đâu cũng thấy bệnh hết. Rồi cuối cùng người đó cũng bệnh luôn. Vì nền tảng không có. Thành công như thế nào trong đời sống cơ đốc tùy thuộc vào bạn có bao nhiêu lời Chúa trong lòng mình. Cho nên đọc Kinh Thánh nó khác với học Kinh Thánh. Học Kinh Thánh là chúng ta học, chúng ta hiểu và chúng ta nhận lấy. Học, hiểu và nhận lấy. Và sử dụng. Học, hiểu, nhận lấy, giữ đó đến kỳ sử dụng. Cái gì mà chúng ta tìm kiếm không bao giờ lạc. Cái gì mà chúng ta tự mò mẫm, tự suy gẫm, tự mà được Thánh Linh dẫn dắt chúng ta lập một cái kho, không bao giờ chúng ta quên. Và chúng ta copy hoặc là nghe của ai đó thì chúng ta dễ quên lắm. Ở trong ba nhỏ đó là công thức để thành công. Công thức để thành công, lời Chúa được chép ở trong Giăng đoạn 13 câu 17. Bí quyết để thành công là gì ạ? Khi mà chúng ta đọc câu Kinh Thánh, chúng ta hiểu liền cái ý của nó. Bí quyết có nghĩa là công thức, giống như là bí quyết để thành công. Đó là quý bằng các ngươi biết những sự này thì có phước. Nhưng dẹp vô cất trong tủ. Nhưng miễn là các ngươi làm gì ạ? À? Làm theo. Nhiều người biết nhiều Kinh Thánh lắm nhưng mà làm không được bao nhiêu hết. Nhưng mà nhiều người trình độ rất là kém, trình độ rất là thấp, không biết được bao nhiêu Kinh Thánh hết. Nhưng mà có điều mà chúng ta nhìn xem người đó vẫn kết quả, vì họ biết câu nào họ sẽ làm theo câu đó. Amen không ạ? Chứ đừng biết nhiều mà làm được ít, thà biết ít mà làm được nhiều. Miễn là các ngươi làm theo. Giô-sê đoạn 1 câu 8 chắc ai cũng thuộc lòng rồi, lớn tiếng đọc. Miễn sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi,
như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Amen. Quyển sách luật pháp này chớ có xa miệng ngươi, có nghĩa là lấy cái dây cột sát cái miệng luôn, đúng không ạ? Có nghĩa là liên tục tìm và đọc Kinh Thánh. Chớ xa miệng ngươi có nghĩa là cơ đốc nhân luôn luôn cái miệng này đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh nhiều hơn là nói những cái điều khác. Đọc rồi có đủ chưa? Hãy suy gẫm ngày và đêm. Khi mà chúng ta suy gẫm lời của Chúa, Kinh Thánh của Chúa có chép rằng nếu mà các ngươi ở trong ta và lời của ta ở trong các ngươi thì các ngươi xin mọi điều được hết. Vì sao vậy? Lời của Chúa đầy trong lòng chúng ta mở miệng là theo nguyên tắc của lời Chúa hết, không bao giờ chúng ta xin những cái điều không hợp lý hết. Chứ không phải lời Chúa chúng ta đầy trong bụng rồi chúng ta xin gì cũng được. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết chúng ta sẽ xin theo ý muốn của Chúa. Chúng ta xin ý muốn của Chúa. Suy gẫm ngày và đêm rồi gì nữa? Cẩn thận làm theo. Cẩn thận làm theo là hết sức là quan trọng. Cái chỗ cẩn thận làm theo mà nhiều người vấp ngã, nhiều giáo phái đẻ ra, nhiều tôn giáo giả tạo. Họ suy gẫm, họ có suy gẫm, nhưng mà làm theo thì họ không cẩn thận. Và họ làm theo ý mình, lấy bụng mình làm Chúa. Họ dám xưng một ai đó, tôn một ai đó là Giê-xu Christ, đấng Christ thay cho Chúa Giê-xu Christ. Tái lâm. Tái lâm là một người, một nhân vật có thật ở trên đất này, và họ gá cho một lãnh đạo người nào đó, người đó trở thành đấng Christ. Suy gẫm và cẩn thận làm theo. Chúng ta lưu ý chỗ cẩn thận làm theo. Cái gì cũng có phép làm, nhưng không phải cái gì cũng làm được, đúng không ạ? Cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy. Đấy, đây là cái kết quả. Kết quả từ đầu. Hãy liên tục suy gẫm. Hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo những điều đã chép trong đó. Có như vậy chúng ta mới được phước và may mắn trên con đường mình. Thật sự, vấn đề dạy dỗ về môn học Kinh Thánh này, Giô-sê đoạn 1 câu 8 giúp cho chúng ta biết một cái hình ảnh, biết được ý muốn của Chúa cho cơ đốc nhân đối với Kinh Thánh là như thế nào. Vô cùng quan trọng. Nhiều người học nhiều lắm, học trường không đủ, lên mạng học tiếp. Và khi ngồi trong bàn trà, ngồi trong một bàn bánh, bàn nước, bàn thông công, họ nói, họ sẽ tranh luận về thuộc linh, chúng ta nói chuyện không lợi họ đâu. Hội thánh mình có gặp chưa? Nói về tranh luận về thuộc linh, nói về lẽ thật, chúng ta tranh không lợi đâu. Nhưng mà nhìn thực tế thì đời sống họ không có được cái gì như họ nói. Quý vị có tin rằng ngày hôm qua tôi quỳ bên vệ đường cho một người gọi là đi chứng đạo đó, cầu nguyện và làm những gì mà cái cô này muốn. Tôi bồng con gái nuôi, tôi và nhà tôi đi ra ngoài để nhà tôi về, gặp một người. Tôi đi ra ngoài cổng bệnh viện thì có một người kè tay theo. Có phải ở trong bệnh viện ra không? À, dạ đúng. Rồi, vô đây, vô đây. À, ép tôi đứng gần tường và nói nhỏ nhỏ như là bí mật lắm. Tin Chúa chưa? Tôi nói dạ tin rồi. Bé này dâng cho Chúa chưa? Dạ dâng rồi. Bây giờ ăn năn nha. Đọc gia cơ, về nhà đọc gia cơ. Tin rồi đúng không? Về nhà đọc gia cơ. Dạ, sẽ đọc gia cơ. À, bây giờ...
Bây giờ anh phải ăn năn. Vâng, tôi sẽ ăn năn. Kiếm cái nhà nào vô quỳ gối ăn năn. Dạ, tôi sẽ quỳ tại đây. Tôi quỳ xuống tôi ăn năn. Cái người đó hướng dẫn. Chắc là anh không biết gì đâu, để tôi hướng dẫn cho. Vâng. Và tôi quỳ xuống ở giữa lề đường. Và cô đó thực thi nhiệm vụ của mình. Cô hướng dẫn tôi như thế nào, tôi nói như thế đó, như con trẻ. Rồi cô đó cầu nguyện cho tôi, tiếp nhận. Mà tôi nói là tôi chấp tiếp nhận rồi. Tiếp nhận, ok, tiếp nhận lần nữa, tốt. Cầu nguyện giải cứu làm đủ bài bản hết. Tôi làm y như lời của cô hướng dẫn. Xong rồi đưa cho tôi một cái miếng hướng dẫn để cầu nguyện như thế nào khi mà không có cô. Xin số điện thoại nữa. Tôi cho luôn số điện thoại nữa. Xong tôi cảm ơn cô. Rồi tôi đi. Tôi đi dọc đường tôi làm gì? Theo như hội thánh, theo như những người học viên, theo như những nhà lãnh đạo tương lai, trong hoàn cảnh này chúng ta làm như thế nào? Làm như thế nào sau khi rời người nữ này? Làm như thế nào? Hả? Tôi nhân danh Chúa chúc phước cho người nữ yêu mến này. Tại sao tôi quỳ xuống? Tại sao tôi giấu thân phận tôi? Hãy làm cái điều gì cho người này được có một cái đức tin thêm, được hài lòng thêm. Và qua cái kết quả này, cô, mọi người có biết không? Đi ra khỏi tôi, cô rất là mừng. Giống như là kết thúc một ngày thật là tốt đẹp, được một người được cứu. Cô đi cô rất là vui, tôi cũng vui nữa. Và có một lần tôi đang chăm ở trong đó, thì có một đoàn người tin lành. Một đoàn người tin lành lắm. Quý vị ơi, tôn giáo khác họ đến, họ sẽ đi trước bằng tiền. Tôi lâu lắm tôi không thấy tin lành. Cảm ơn Chúa có đoàn tin lành đang kè kè nói nhỏ nhỏ là tôi biết rồi. Tôi biết là anh em mình rồi. Bắt đầu tôi đi ngang, đi qua, đi lại để tôi nghe như thế nào. Tôi nghe không phải là tôi kiêu ngạo, tôi nghe để tôi có gì giúp được những người này hay là không. Thế thì xong khoảng chừng 5-10 phút tôi trở lại, tôi hỏi sao rồi mấy anh em. Tôi ngồi kế cái người nam, nãy giờ có được người nào không? Không được người nào hết. Và tạ ơn Chúa vì họ nhận được mấy cái cuốn tài liệu. Thiền đạo đơn, đúng rồi. Nên chúng tôi rất là vui mừng. Cái quay là nhìn, ủa anh là ai, anh tiếp nhận Chúa chưa? Tôi nói dạ, tiếp nhận Chúa rồi. Hỏi bao nhiêu lâu rồi? Cái mấy người nữ kia thấy là súng lại liền. Súng lại để giúp đỡ người nam này đặng giải cứu tôi. Thì tôi nói mười mấy năm rồi. Mình không nói láo được đâu. Mười mấy năm rồi. Thế thì bắt đầu họ hướng dẫn, như vậy thì phải đọc Kinh Thánh nha, ở chỗ này, chỗ kia, nhất là những người nữ, người nam ít nói hơn, mà người nữ thì sẽ nhiều ý kiến góp nữa. Phải đọc Kinh Thánh này nha, để có sự chữa lành, sự chữa lành. Thì tôi vẫn dạ dạ, rồi hỏi, bây giờ anh làm gì? Tôi nói, tôi là một trong những người cũng đã từng đi truyền giáo như mấy vậy. Thì bắt đầu họ chú ý, và rồi họ nói, họ muốn biết cái công việc mình có tốt hay không. Tôi nói tạ ơn Chúa thì Chúa thương xót. Qua cái đời sống cá nhân tôi làm chứng nhân đi lẻ tẻ như vậy là khoảng gần ngàn người thôi. Bắt đầu họ nhìn rồi bắt đầu xong rồi chia tay. Tôi rai rứt vì họ đi vô một buổi họ không được một người nào hết. Tôi nói với nhà tôi, tự nhiên mình trong lòng muốn cảm thấy rất là thương anh em mình. Và muốn giúp đỡ những người đó kết quả hơn. Và tôi ngồi, gặp lần thứ hai, tôi ngồi tôi nói rất là ngắn gọn. Ở đây, người ta những các tôn giáo khác họ vô đầy, và cái điều mà họ đưa đến bệnh nhân đó là tiền. Mọi người hiểu chưa? Và khi những người tin lành đến, đầu tiên tiếp cận họ thì họ nghĩ đến cái gì ạ? Không có bao thơ thì nói không có vô, không gì.
Tôi nói đến đây để rồi những nhà lãnh đạo tương lai, nhà truyền giáo tương lai kinh nghiệm một điều. Tôi không xúi quý vị làm mặt trước như người ta đâu. Nhưng mà làm sao cho người ta đổi cái chú ý. Tôi hướng dẫn cho họ, khi mà những cái tôn giáo khác họ tiếp cận bằng tiền, bằng quà, người ta rất là niềm nở, nhưng mà Tin Lành đến, thậm chí có người nói rằng ông gặp tôi là may á, chứ gặp mấy người khác đuổi ông ra khỏi chỗ này rồi. Rất là thương. Nhưng mà họ nghĩ là họ đang kết quả. Rất là thương. Bắt đầu tôi nói cái cách, tôi chỉ cho họ cái cách mà làm sao để họ chú ý kìa. Họ chú ý mình nói họ mới nghe. Đúng không ạ? Họ chú ý kìa. Bây giờ họ đang bệnh tật, có nghĩa là cái người mà bệnh ung thư rồi, có nghĩa là không còn gì nữa hết á. Tài sản cũng không còn nữa, sức lực cũng không còn nữa. Cái điều họ cần đó là giải cứu ra khỏi cái ách này, cái bế tắc này. Thì bây giờ chúng ta không đưa tiền đến. Nhưng mà tại sao anh em không đưa đến cái lời mà Führer nói, đúng không ạ? Tôi không có điều gì hết. Nhưng mà có sự chữa lành của Chúa. Có cần sự chữa lành không? Có ai mà dám nói không cần? Amen không ạ? Nhưng mà họ không có dám. Tiền thì không có, mà đức tin cũng không có. Thì mình nói, người ta đang bệnh tật. Mình nói như thế này, cho dù tiền giúp là có đó. Tốt đấy. Phải không? Nhưng mà đối với cái bệnh này thì không bao nhiêu tiền cho đủ. Có những lúc không cần tiền mà nó đủ, đó là Chúa chữa lành. Chúa chữa lành thì không cần tiền nữa. Amen không ạ? À, tôi thấy con mắt họ sáng lên. Tôi truyền đạt nhanh gấp. Tôi không nói thân phận tôi là ai, nhưng tôi nói là tôi đã từng đi truyền giáo và có kinh nghiệm như vậy. Anh em phải đi và nói như vậy đó. Và giàu thì giàu cho mạnh mẽ, thì đừng rình rình giống như đi ăn trộm đồ. Họ trước khi mà vô phòng rình rình thì người ta nghi nữa. Đúng không ạ? Người ta nghi, bởi vì bệnh viện cũng có nhiều người trà trộn lấy đồ lắm. Mang cái túi tiền đạo đơn á, thì mang túi thường thường là ăn mặc thì không có sạch sẽ mấy. Cái quan điểm đó là Tin Lành phải nghèo đó. Đúng không? Đi ăn mặc thì phải xề xò, rồi phải cũ cũ ha, rồi mang cái túi cũng cũ cũ ha. Rồi cái cách tiếp cận mà rình rình như vậy thôi. Người ta nhìn vô là bắt đầu cái ý nghĩ người ta là giữ của trước cái đó. Rồi có những cái gì tôi truyền đã. Thật tạ ơn Chúa vì một lần sau tôi thấy cái đoàn đi rất là mạnh mẽ, một người vào là tiếp cận một người vào tiếp cận. Nói rất là mạnh mẽ. Tôi không trở lại hỏi kết quả hay chưa, nhưng tôi biết họ đã kết quả. Khi mà chúng ta học Kinh Thánh rồi, lời của Chúa ở trong chúng ta, đó là ở trong hoàn cảnh đó chúng ta muốn giúp đỡ người khác, chứ không, thứ nhất, không ganh tị. Thứ hai, đừng xem mình là ai. Thứ ba, hãy hạ mình trước những người hầu việc Chúa. Có ai dám quỳ bên lề đường không? Dám không? Nhưng mà tôi làm những điều đó là gì? Để khích lệ chị em mình tiếp tục ra đi. Chị kết quả rồi đó. Amen không ạ? Chỉ có lời Chúa mới giúp tôi được vậy thôi. Chứ ngày xưa tôi không được như vậy đâu. Hai La Mã. Thành công là kết quả của sự hiểu biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Thành công là kết quả của sự hiểu biết. Nói vậy hiểu chưa à? Thành công là gì? Là kết quả của sự hiểu biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Kinh Thánh. Trong quyển Kinh Thánh này, hàng ngàn, hàng triệu lời dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Ai nói tôi là người thông hiểu hết Kinh Thánh là người đó nói sai. Một người đứng giảng dạy cho chúng ta, chẳng qua Chúa ban cho sự khôn ngoan hơn mình, trỗi mình. Chúa sử dụng người đó trước mình, soi sáng trước mình, và người đó dẫn dắt mình để hiểu Kinh Thánh thôi. Chứ người đó cũng không hiểu hết được cuốn Kinh Thánh đâu. Amen không? Có amen không ạ? Nhưng mà có điều quan trọng nhất mà chúng ta nghĩ đến, đó là học hiểu bao nhiêu, cứ làm bao nhiêu. Thành công là kết quả của sự hiểu biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh.
ý muốn của Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Kinh Thánh. Có nhiều người nói rằng tôi chỉ nghe lời Đức Chúa Trời thôi. Lãnh đạo nào cũng là con người, mục sư nào cũng là con người, truyền giáo hay là giáo sư gì là con người hết. Quý vị ơi, không có người dẫn dắt không có được đâu. Không có người dẫn dắt không có được đâu. Khi quý vị và tôi học và đọc và học và nghiên cứu Kinh Thánh, am tường Kinh Thánh ở trong lòng mình một thời gian, quý vị sẽ không cần cái cuốn giải kinh đâu, mà có một người luôn luôn bên cạnh để giải cho chúng ta đó. Đó là Đức Thánh Linh. Mà Đức Thánh Linh là tác giả của cuốn Kinh Thánh thì Ngài hướng dẫn chúng ta không sai một chút nào hết. Nhưng mà trong lúc mới chúng ta cần phải có người dẫn dắt. Lúc mới chúng ta chưa biết gì đâu. Phước cho người nào? Tiếp luôn. Cảm ơn cho cô Nhung, nhưng mà cô đọc vậy người kế bên nghe còn chưa rõ nói gì trên mạng đó. Amen. Xong lấy làm gì à? Vui vẻ về luật pháp đó. Xem luật pháp có nghĩa là cuốn Kinh Thánh, quyển Kinh Thánh, quyển luật pháp đó. Khi mà chúng ta tiếp cận, chúng ta cầm, quý vị có từng hôn Kinh Thánh chưa? Tôi sẽ chia sẻ những cái điều mà nó hơi khác người ta một tí. Đó là thường thường khi trước khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi ôm Kinh Thánh và tôi hôn lên Kinh Thánh. Tôi xem như chuẩn bị nhận lấy cái điều quý giá. Chứ không phải đụng đâu vứt đó đâu. Mọi người hiểu chưa? Có hiểu chưa? Khi mà tôi chuẩn bị đọc Kinh Thánh, tôi nói cái thời giờ đọc Kinh Thánh là thời gian quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Hơn là lúc tôi làm kiếm tiền. Hơn là cái lúc mà tôi làm cái gì đó, giải cứu gì đó. Nhưng mà cái lúc đọc Kinh Thánh là lúc tôi ham thích nhất. Hãy học điều đó đi. Vì sao? Kinh Thánh chép thế nào thì chúng ta sẽ làm như thế ấy. Xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, đúng không ạ? Và suy gẫm luật ấy ngày và đêm thì sẽ có kết quả. Kết quả ở đâu? Ở trong câu 3, người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước. Ở những người hầu việc Chúa tương lai, hãy biết một điều này. Chúng ta là những người cơ đốc nhân và những người hầu việc Chúa, cũng như những người chưa biết Chúa, đều đang ở dưới ánh nắng mặt trời, đúng không ạ? Người ta bị trải qua như thế nào? Dịch bệnh thì chúng ta cũng trải qua dịch bệnh. Nằm ở trong vùng lũ, chúng ta cũng nằm trong vùng lũ. Nằm ở trong vấn đề tài chính khó khăn, tụt hậu kinh tế của đất nước, chúng ta cũng bị theo nữa. Nhưng có cái điều quan trọng, chúng ta vẫn kết quả, vẫn xanh tươi giống như cái cây trồng gần dòng suối. Điều gì xảy ra? Cái rễ nó bám sâu, cái rễ nó ăn sâu vào lòng đất để luôn luôn không bao giờ thiếu mạch nước. Có nghĩa là chúng ta cũng phải chịu những ảnh hưởng trên thế giới này. Nhưng mà quan trọng nhất là thái độ chúng ta đối với hoàn cảnh nó như thế nào. Amen không ạ? Cái thứ nhất là Chúa sẽ cứu trợ giúp đỡ chúng ta. Ở trong hoạn nạn đó, trong bệnh tật đó vẫn có bàn tay của Thiên Chúa. Cái điều thứ hai đó là sự bình an của chúng ta mà người ta không bao giờ có được. Phần hai nhỏ trong hai La Mã đó là để trở thành một tôi tớ, tức là ống dẫn của Đức Chúa Trời có hiệu quả. Bạn không chỉ đọc Kinh Thánh mỗi ngày
mà bạn còn phải học Kinh Thánh nữa. Cái đề mục này cho chúng ta biết một điều, đó là muốn làm tôi tớ của Đức Chúa Trời, muốn làm người hầu việc Chúa, muốn làm ống dẫn tuyệt vời của Đức Chúa Trời đến với dân sự của Chúa, thì không phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày, mà còn phải gì ạ? Học Kinh Thánh nữa. Đọc Kinh Thánh là gì? Học Kinh Thánh là gì? Đọc Kinh Thánh có nghĩa là nguyên tắc mình đề ra một cái, sau này một lát nữa chúng ta sẽ hiểu, nhưng mà tôi sẽ nói trước để cho học viên mình hiểu. Đọc Kinh Thánh là giống như một kỷ luật thuộc linh mình. Đúng mấy giờ? 9 giờ tối đọc Kinh Thánh, một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, thì đừng có bỏ. Đó là kỷ luật thuộc linh mình, đó là thức ăn thuộc linh cho linh hồn của mình. Cứ đọc và cứ đọc. Xong, vấn đề học Kinh Thánh là khác. Học Kinh Thánh là chọn một phân đoạn nào đó, học đọc đến, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc làm sao mà nhuyễn nhừ, vừa đọc vừa cầu nguyện để hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời ở trong phân đoạn Kinh Thánh đó là như thế nào. Đó là học Kinh Thánh. Amen chưa ạ? Cho nên biết học Kinh Thánh là chúng ta sẽ có kết quả thật sự. Tôi đã từng chia sẻ với lớp mình, cũng như ở những chỗ tôi giảng dạy, nhiều người rất là thích sự sức giàu, đúng không ạ? Nhưng mà hãy lưu ý nè, tôi đố lớp mình chứ có tình trạng mà lười biếng thuộc linh không? Có không ạ? Có nghĩa là muốn đầy sự sức giàu nhưng mà không chịu khó đâu. Muốn đầy sự sức giàu, muốn đụng đến người ta ngã, nhân danh một cái là ma quỷ chạy mất, nhưng mà không chịu trăn trở để tìm kiếm kho báu. Nhiều người lắm. Cho nên học môn giải cứu, nhiều người lắm. Nhiều người muốn được sự sức giàu, nghe đầy tớ của Chúa nào đầy ơn đều có mặt hết. Khi mà nói ai cần sự sức giàu lên đây, người đó chạy lên trước. Và người ta nhân danh Chúa đặt tay thì người đó cũng té trước nữa. Nhưng mà về nhà vẫn y như cũ, u như kỹ. Tại sao? Tại vì người đó không có ham mến luật pháp Đức của Chúa Trời, suy gẫm nó ngày và đêm và cẩn thận làm theo những điều đã chép ở trong đó. Vì sao nữa? Vì đó không có ham mến, không có xem luật pháp của Đức Giê-hô-va quý như vàng. Và tới giờ người đó đọc Kinh Thánh xem như là bị tra tấn như vậy, là không có được đâu. Đó là lười biếng thuộc linh. Tôi thường dùng minh họa, hình ảnh minh họa đó là cái xe mà tự sạc và những chiếc xe mà hư bộ sạc đó. Cái bình ắc quy, nó chiếc xe Honda chúng ta chạy hoặc xe bốn bánh chúng ta chạy đó, chúng ta lên lúc nào chúng ta đề một phát là nó chạy, vì luôn luôn nó có điện ở trong đó. Tại sao vậy? Vì ở trong xe người ta gắn cái bộ phận tự động, vừa tiêu thụ vừa nạp vào, nó tự sạc, cho nên không bao giờ nó hết bình. Và có những cái chiếc xe mà phải mở ra, phải đi sạc, vì cái bộ phận tự động sạc nó đã hư rồi. Và đem đến cái chỗ người ta sạc bình mướn, người ta nạp rất là gấp vô, rồi đem về gắn, đề một phát nó nổ. Nhưng qua ngày sau, đề nó không nổ nữa. Nó giống như những người tìm kiếm sự sức giàu vậy. Đặt tay lúc đó họ có sức giàu không? Có đấy. Những người đầy ơn người ta đặt tay chuyển giao sự sức giàu mình nhận được đấy. Nhưng mà về xài hết không có nạp nữa. Tự động nạp vô có nghĩa là đọc Kinh Thánh mỗi ngày mỗi ngày. Đó là cách tự động nạp điện. Amen chưa ạ? Và chúng ta luôn luôn có sự sức giàu. Luôn luôn có sự sức giàu. Sự sức giàu của Chúa không phải là giảng hay, không phải là giảng hay không nha, chứ không phải là giảng hay, không phải là sự sức giàu là sai. Không phải chỉ là giảng hay, không phải là chỉ là nói giỏi, không phải là chỉ giải cứu tốt, nhưng mà hiểu biết ý muốn của Chúa và kết quả từng khía cạnh trong đời sống mình luôn. Đây sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Amen không ạ?
Rồi, câu 4 đó là bạn có thể làm chủ gần như bất cứ điều gì trong vòng 15 phút mỗi ngày. Đây là tối thiểu đó, đây là nguyên tắc đó. Mười lăm phút có được không? Mức tối thiểu là 15 phút nha, có nghĩa là có thể chấp nhận được cái giá mà thấp nhất, cái thời gian thấp nhất là 15 phút. Đừng có nghe như vậy là về cứ học 15 phút, cảm ơn Chúa đủ rồi. Nó thầy làm dạ vậy đó. Bạn có thể làm chủ gần như bất cứ điều gì trong vòng 15 phút mỗi ngày nếu bạn làm nó lâu và đủ. Bạn có thể làm chủ nó 15 phút mỗi ngày và nó sẽ giống như là nó có quán tính. Tới đó là muốn làm vậy, giống như mấy người nghiện thuốc. Vậy đó. Cứ khoảng chừng một tiếng rút ra khỏi bao một điếu, đúng không ạ? Cái cuốn họng chưa ghiền, cái lỗ mũi chưa ghiền mà cái tai nó ghiền rồi, muốn rút ra. 15 phút mỗi ngày. Nếu mà chúng ta lặp đi lặp lại cái gì đó 15 phút, làm chủ hoàn toàn 15 phút mỗi ngày, thì nó trở thành cái cách sống của chúng ta, cái lẽ sống. Thế thì nguyên tắc ở đây cho chúng ta bài học như thế nào? Mỗi đêm chúng ta thiết lập một cái kỷ luật biệt riêng với Chúa, đọc Kinh Thánh 30 phút. Cứ đến giờ đó, 9 giờ tối trước khi đi ngủ, tạ ơn Chúa, cầm cuốn thánh, tạ ơn Chúa vì con có lời của Ngài, tạ ơn Chúa vì con là người mạnh khỏe nhất trong xóm này, được không ạ? Được không ạ? Chúa dạy chúng ta là hãy nói những lời tích cực và Chúa hứa sẽ đãi theo môi miệng. Ngu gì nói là con ngày nay con mệt gần chết. Đúng không? Cho dù chúng ta cực khổ như thế nào, nhưng mà chúng ta Kinh Thánh hứa như thế nào, chúng ta làm y như thế đó. Tạ ơn Chúa vì ngày hôm nay con là người khỏe mạnh nhất và con có thời gian để đọc lời của Ngài. Đức Thánh Linh là đấng dẫn dắt con thông hiểu được những ý muốn của Ngài. Rồi mở ra đọc 30 phút. Cứ đúng 9 giờ 30 phút, đúng 9 giờ 30 phút. Khoảng chừng một tháng, đúng 9 giờ không có làm cái gì khác được hết. Mà mình thèm, mình nhớ cuốn Kinh Thánh và cái chỗ mình ngồi đọc. Amen không ạ? Con người mình nó như vậy. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành thói quen. Quý vị có nghe nhiều người mà nói ra chữ nào cũng có chữ thề đó, đúng không? Họ chửi rất mà nói ra mà không chữ thề họ nói không được. Họ ngưng một hồi cứ họ cũng chữ thề. Đó là cái thói quen. Hút thuốc cũng vậy. Khi mà còn nhỏ tuổi là muốn thể hiện ta đây là nam nhi chi trí hay gì đó ha, đẳng cấp gì đó, ngầu gì đó mới phà khói ha. Chứ lúc đó thật sự hôi rình hôi lắm, sặc tới sặc lui nhưng mà muốn thể hiện ra ngoài phải làm nữa, làm chừng gần chục lần nữa, trở thành cái thói quen. Như vậy tại sao chúng ta không thiết lập một cái thói quen tốt cho đời sống chức vụ chúng ta? Thói quen tốt và có lợi cho chức vụ và đời sống chúng ta không có cái gì bằng đọc Kinh Thánh. Amen chưa ạ? Đọc Kinh Thánh. Chúng ta vừa hết chủ đề 1, chúng ta sẽ qua chủ đề 2 nhé. Sẽ qua chủ đề 2. Chủ đề 1 vẫn được, bao nhiêu nó được một chủ đề đó không? Qua chủ đề 2. Nó ngắn gọn, người ta sẽ dễ nhớ và dễ hiểu hơn.